Chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Tập này, video này chúng ta sẽ tiếp tục với chapter 5 tập 2. Ở chapter trước rồi, sau khi chúng ta đánh bại thổ địa rồi thì hiện tại chúng ta có thể lấy quay lại chỗ của Mão Huynh để mà trả nhiệm vụ cho Mão Huynh nhé. Thì tí nữa tới phần cuối của cái chapter này mình sẽ làm luôn một lần. Các bạn có thể hiện tại có thể quay lại chỗ Mão Huynh với lại chỗ cái con trâu để mà trả nhiệm vụ cũng được. Nếu mọi người trả nhiệm vụ của con trâu bây giờ thì tí nữa lên khi mà đánh với lại một cái chiếc xe lửa ấy, cái hỏa xa của Hồng Hà Nhi, thì chúng ta có thể được cái con trâu ấy giúp đỡ. À, mấy thằng pháp sư này kiểu nó có dịch chuyển tay le thế, kệ đi. Ok, khá là cồng kềnh. Rồi, ở ngay đây sẽ có hỏa xa của Hồng Hà Nhi. Đây là cái hỏa xa thứ tư rồi nhỉ. Đây là cái hỏa xa thứ tư. Và nếu như chúng ta làm nhiệm vụ con trâu ấy, con trâu mà ngay đầu cái cơ chúng ta gặp thì nó sẽ đến đây giúp chúng ta. Và nếu hiện tại chúng ta đánh trước ấy thì tí nữa nó sẽ khá là than phiền, bởi vì không chia phần nó đánh chung. Nhưng mà có đánh trước đánh sau thì cũng không có bị ảnh hưởng tới nhiệm vụ, nên chúng ta cứ đánh trước thôi. Đây, đây là chiến xa như màu đỏ ấy. Vẫn như cũ thôi, chúng ta vẫn cứ đóng băng nó lại một cái côn thôi, khống chế nó nhiều nhất có thể, tại vì có chi phun lửa rất khó chịu ấy. Ok, bệnh hơi xong. Nãy giờ toàn bị ép vào góc tường mà đánh thôi, chả thấy gì cả. Rồi, ok, chúng ta đến chỗ này.
Ở đoạn này chúng ta có một cái con boss gọi là boss nấm. Con này khá là khó chịu nha. Trước tiên là thắp nhén hương cái đã. Rồi nghỉ ngơi hồi máu, hồi mana cái kiểu chúng ta sẽ đấm nó. Con này phải nói là nó có cái trò phi nón rất khó chịu. À, với lại bộ đồ này sau khi đánh cái con boss thổ địa xong ấy thì đây bộ đồ giải thích đơn giản như thế này, nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen. Thì khi mà ở trạng thái màu trắng ấy thì là lúc này máu mọi người là trên 50% thì mọi người sẽ được tăng thủ. Khi máu dưới 50% thì bộ đồ sẽ chuyển thành màu đen, thì lúc này mọi người sẽ được tăng tỷ lệ bạo kích. Để tăng sát thương thì máu của mọi người phải kiểu thấp ấy. Ta ngồi thiền định trước khi đấm với con này. Con này cũng không có khó khăn gì cả, nhưng mà nó có trò đội nó phi nón như mình ấy. Khi mà phi nón mình trúng trúng nón mình sẽ bị dính một cái debuff gọi là đi chậm, và dưới chân của mình nó sẽ bị nổ những cái nấm của nó, kiểu khá là khó chịu nếu bị trúng nấm. Kệ kệ cho mình kiếm đam gì, rồi chúng ta vẫn dùng cái trò lốc xoáy này thôi. À, cái lốc xoáy nó che mất tiêu rồi, dính cái nón nó. Hiện tại mình đang bị dính cái gì búp này nè, mình dính cái gì búp này nè, mình đi rất là chậm, với lại kiểu đội nón y chang nó đang đội luôn, với lại dưới chân sẽ bị nổ nấm, là cho mình không thể đứng yên một vị trí lâu được, nên là cái cây côn rất khó chịu. Làm cái gì thì né thôi, đừng có để trúng cái nón nữa, trúng cái nón nữa là sẽ rất khó chịu luôn. Đấy, phải né được khi mà nó phi nón nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ đỡ khổ hơn nhiều trong cái giai đoạn đầu. Thế là xong. Chúng ta sẽ được trang bị là cái nón của nó. Khi chúng ta đội lên chúng ta sẽ bị mất máu từ từ, nhưng mà sử dụng hồ lô sẽ được tăng một lượng sinh lực cao hơn bình thường ấy. Nhưng mà có qua thì cũng có lại thôi. Và nhận được hạt giống của cái loại nấm đỏ gì nữa. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Khi lên trên đây thì sẽ hơi bị khó chịu một chút xíu, tại vì sẽ có một quả cầu sắt ấy. Quả cầu sắt này thì mọi người cũng có thể dùng cái con hổ thợ rèn được, có thể đỡ được quả cầu này, nhưng mà cũng không đỡ được lâu. Chỉ được kiểu 3 lần thôi. Mà cứ 3 lần vậy con hổ thợ rèn cũng bị mất máu nữa. Nên đây là cái cục đá, phải nói cục sắt phải nói là rất chi là khó chịu. Lại đi đường này cũng dễ thôi, tại vì trên đường mà quả cầu này lăn có rất nhiều chỗ để chúng ta nấp vào ấy. Nên cũng không có đáng lo ngại lắm, chỉ có điều là đi nó khá là lâu. Rồi, mình cứ để cho nó lăn rồi mình cứ chạy tiếp thôi. Mà thấy cái gì trên đường cũng đừng nhặt nha, cái đó là thính thôi, lụm là bán muối đấy.
cứ canh đi sát phải sát trái, thấy đường nào có thể nấp vào được thì cứ nấp thôi. À, sau khi vượt qua chỗ này chúng ta có thể lấy được tinh phách của cái quả cầu sắt này nữa. Tinh phách của quả cầu sắt này cũng khá là lợi hại, kiểu nó sẽ làm stun kẻ thù trong một khoảng thời gian nhất định ấy. Kiểu nó như là một quả bóng nên nó nảy lên nảy xuống rất khó chịu. À, con này nếu như mọi người gặp con này ở đây mà đánh rớt được cái mặt nạ của nó thì không cần phải gặp lại nữa. Còn nếu không mình phải đi lại lại để mà farm con này, thì lại rớt ra cái mặt nạ của nó cũng khá là khó chịu. Cứ mặc kệ mấy con người đá này, đừng có đánh nó làm gì cả, tí hồi nó cũng tự lăn đùng ra ngã ngất thôi. Rồi, từ từ nào, kỹ là trên hết. Ở ngay cái thảm lửa này này, tí nữa ở đây sẽ có đường để đi. Khi mà NPC dùng quạt để mà quạt tắt lửa đi rồi thì ở đây sẽ mở ra con đường để cho mọi người đi. Ở đó còn hai con boss nữa, và hai con boss đó là cái nguyên liệu dùng để chúng ta nâng cấp cái cây gậy mới. Một cái gậy khi mà dùng điểm côn có thể đặt ra cả lửa cơ. Ok, nói chung chỗ này mọi người cứ tỉ mỉ từ từ là qua thôi, không cần gấp, gấp là dễ, rất dễ bị đi. Ở cục đá này nè, cho dù nó làm mọi người cũng không được đánh nó nhé, đứng ở đây nấp tí nữa nó cũng tự đi thôi. Rồi, thoải mái thôi. Ok rồi, và thế là xong. Hokage，快来快来，我在这里。扇子我找着了，你看。母亲大帝是左右为难，才逆了行踪，却把扇子留了下来。只是这大铁球滚来滚去不见消停，幸好侯哥哥及时赶到，你且助我引开它，我好举扇灭火。小狐狸，这当真是八角扇？放心放心，母亲曾教过我使用口诀。 Rồi, ở đoạn này khi mà lửa đã được dập tắt hết rồi ấy, thì mọi người cứ đi theo bình bình nhé. Cứ theo bình bình đến một cái miếu nhỏ, nhưng mà đừng có tiến xa hơn nữa. Chúng ta đến cái chỗ cái miếu nhỏ và chúng ta tiếp tục dịch chuyển để làm nhiệm vụ của cái chapter này. Khi mọi người đến đây rồi thì chapter này mọi người chỉ hoàn thành được tầm 2/3 thôi, còn một phần còn lại nữa, đó chính là còn hai con boss ở bên ngoài map và hai con boss ở map ẩn nữa. Là lúc đó xong, hoàn thành xong thì chúng ta có thể đánh boss cuối. À, và còn mình quên mất, và còn một con ếch nữa. Mỗi map đều có một con ếch ấy. Rồi, bây giờ chúng ta đi dịch chuyển để làm nhiệm vụ của những NPC khác. Đầu tiên là anh bò.
Sau khi đánh nhau với anh bò ở đây xong, anh bò vẫn đứng ở chỗ này đợi, đang đi tìm hiểu xem mấy cái chiến xa hiện tại đang ở đâu. Và cái anh bò này ảnh muốn tiêu diệt diệt hết cái đống chiến xa đấy, là bao gồm 5 chiến xa, 5 nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ.老子王这儿一站，谁敢来？再来几个阴兵，让老子杀杀才痛快！听着，红孩儿出动五行车，行的是障眼法，得亏老子聪明。哼，呸！小杂种，你速速上山，我倒要看看他葫芦里卖的什么药。哼！ 五行车，五行车，那必是5辆车，你到底拆了几辆啊？哎，罢了，山门看来是守住了，你且先去，我随后就到。 Rồi, sau khi nói chuyện xong thì chúng ta đi về thôi, dùng địch bài dịch chuyển về cho nhanh. Rồi, tiếp theo chúng ta làm nhiệm vụ của Mã Huynh. Sau khi đánh xong thổ địa thì chúng ta đã có thể làm nhiệm vụ của Mã Huynh rồi, nhưng mà mình đợi tới khúc cuối này rồi làm luôn một thể. Tại vì ở ngay cái khúc cuối này thì mình sẽ dịch chuyển đến như chuyển lui để mà làm cho xong hết tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu mới đi tiếp theo, đi tiếp tục chỗ Bình Bình ấy, để mà đánh luôn bắt cuối. Như thế thì coi như là mình hoàn thành xong chapter này, và đây là tập cuối của chapter này luôn ấy. Một chapter khá là ngắn. Nếu mọi người đi rành rọt thì tầm cỡ 2 tiếng là xong thôi. Còn để mà đi đầy đủ hết tất cả các đồ thì 3 tiếng. Khó chịu thế nhờ, còn chấm máu kìa. Con này nó dễ dụa thế mà ghê. Rồi sau khi đánh bại thổ địa thì hiện tại chúng ta quay lại đây có thể kéo được cái roi rồi ra. Đấy, và cuối cùng chúng ta giải thoát được cho Mã Huynh, và đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện được với Mã Huynh. Tiếp theo chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của con trâu. Bây giờ chúng ta dịch chuyển tới cái vị trí mà chúng ta đánh lão thổ địa ấy. Đây rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta tiến tới cái vị trí mà lúc chúng ta đánh cái chiến xa thứ tư. Cái chiến xa mình bảo nếu như mà chúng ta làm nhiệm vụ của con trâu ấy thì nó sẽ đến, nó giúp chúng ta ấy.
Còn hiện tại thì chúng ta đánh trước rồi mà đi nói chuyện với con trâu ấy, thì con trâu nó sẽ trách chúng ta là không chia phần cho nó. Rồi bây giờ chúng ta lên đó là gặp con trâu thôi, nói chuyện với nó và tiếp tục đi vị trí kế tiếp. À khoan đã, chỗ này thì hình như khi mọi người đến đây, đúng rồi, quả cầu nó nằm ngay đây luôn. Đây do tại sao mình để tới cuối cuối của chương như thế này thì mình mới đi làm ấy. Kiểu làm luôn một phát một để lấy luôn ấy. Rồi lại ra cái báu vật tăng thêm pháp lực nữa. Nói chung đánh nó vẫn có tỷ lệ. Cái con pháp sư lửa này ở chapter 5 với lại con pháp sư điện ở chapter 3 đều rớt ra cái báu vật giống nhau nha. Đây cái quả cầu mà lúc chặn đường mọi người nó lăn đến lăn lui á. Bây giờ được chư bát giới hút xuống đây là mọi người có thể lấy linh ẩn của nó. Tinh phách chứ nhầm. Ok, xong hội thoại chúng ta lại tiếp tục di chuyển về thôi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục di chuyển tiếp. Ngay vị trí cuối cùng này. Đúng rồi, là chỗ này. Rồi, từ đây khi mà mọi người đi đến cái chỗ này mà mọi người thấy cái vệt lửa ấy, thì lúc mà bình dùng quạt quạt lửa rồi ấy, thì chỗ này sẽ không còn lửa nữa và nó sẽ mở ra một con đường đi. Con đường này sẽ dẫn tới cái map ẩn của chapter 5. Thì mọi người đi con đường này là sẽ thuận tiện nhất ấy. Cứ tiến thẳng thôi, cứ tiến thẳng thôi. Tại vì khúc này nếu như có cái thảm lửa thì mọi người phải nhảy xuống cái vực ấy. Ấy khi tiến thẳng lên thì thấy anh Châu đi kiếm cái con xe ngũ hành để đánh tiêu diệt ấy, thì anh bị thất bại ở ngay đây. Cái băng đó à, nó rất dễ bị đánh đóng băng luôn. Có thể mọi người có thể đóng băng nó 2 lần nó thấy nè. Wow,
Mặc áo cà sa đi chứ quên mất. Hay lắm. Hôm sau khi mọi người mặc áo cà sa vô cái đòn rác của nó coi như vô dụng á. À, nó phun lửa nhưng mà mình kháng lửa 100% rồi nên chả mất máu. Xe ngũ hành cuối cùng rồi cho nên nó sẽ là con trâu nhất. Phải tắt target đi để quay không có bị mất phương hướng, cứ bị target về cái vị trí gọi là dấu chấm khi mà quay côn. Rồi đi ra chỗ khác đánh nhau mất công bị ép góc nữa. Rất là trâu. Nếu như mọi người không dùng băng để đóng băng nó để mà đánh thì thực sự khá là chật vật để mà đánh con cái con này. Rồi sẽ nói chuyện lại ngu huynh. Ngu huynh rất đặc biệt khi là một con trâu có đến tận 4 phần. Sau khi xong thì mọi người có thể tiến tới cái tường băng này để có thể phá hủy cái tường băng này đi vào cái móc ẩn. Nếu như mọi người không làm nhiệm vụ của con ngu huynh vừa rồi ấy, thì tới cái tường băng này mọi người sẽ không có cái sự xuất hiện của cái con chiến xa khi nãy. Con chiến xa mà đã đánh bại được ngu huynh ấy. Thì nhất định là mọi người phải làm nhiệm vụ của ngu huynh. Rồi. Xong rồi nhá, nhưng mà bây giờ thì đừng có đi vội vào đây. Ở phía sau của chúng ta vẫn còn hai con boss nữa chưa đánh. Rồi hai con boss này cũng chính là nguyên liệu để chúng ta nâng cấp cái cây gậy mới. Một cây gậy mà khi đập 3 đến 4 điểm côn nó sẽ tạo ra một cái vệt lửa. Thì khi mà kẻ thù đứng trong cái vệt lửa đấy thì nó sẽ bị tích lửa và bị dính hưởng lửa. Rồi, mọi người cứ thắp hương chỗ này, nghỉ ngơi để làm một chỗ safe point.
Tại tí nữa nếu như mọi người có đánh boss mà thất bại thì có thể quay lại đây, tại vì trên đường này chúng ta đi gặp đến tận hai con boss lận. Con boss đầu tiên thì sẽ dễ đánh tại vì nó vẫn bị đóng băng ấy. Nhưng đến con boss thứ hai thì nó không có dính bất cứ cái hiệu ứng gì cả, nó là một đá thật sự. Rồi. Ở đây thì mình cần trang bị thuốc kháng lửa một chút. Cứ mỗi lần dính lửa mặc áo cà sa hoài phí quá, nên là thôi mình uống thuốc kháng lửa vô luôn. Và đây là vị trí con boss thứ nhất. Con boss này thì mọi người cần gieo 4 cái vật phẩm mới có thể triệu hồi để lên được. Thì cái vật phẩm đấy đó chính là khi mọi người đánh cái con sâu lửa ấy. Đây thì nó sẽ rớt ra hỏa linh xa. Thì hỏa linh xa là chỉ rớt ra khi mọi người đánh mấy con sâu lửa thôi. Và mọi người cần 4 vật phẩm như thế để mà có thể triệu hồi được con boss này ra. Cái lốc xoáy này, thì cái lốc xoáy này nó sẽ bị mất phương hướng nếu như khi mà mình chúng ta chả thấy target lốc tàu ai thì nó sẽ đi mất tiêu luôn. Là xa và để đánh mấy con này nha, không thôi thì nó sẽ phun lửa người cực kỳ khó chịu luôn. Rồi đó là con cuối cùng thì chúng ta đánh con mẹ. Con này đó chính là con mẹ của tất cả những con sâu này. Cái lốc xoáy này nó nổi rồi trời ơi. Chúng ta sẽ nhận một tinh phách của nó. Mà cái nguyên liệu vừa rồi là nguyên liệu để nâng cấp cái cây gậy lửa mà mình nói đến. Nếu như mọi người không đủ cái nguyên liệu để mà triệu hồi con boss lên thì quanh đây có rất nhiều con sâu như thế này. Thì mọi người đánh hết tụi sâu ở đây thì chắc chắn thế nào cũng đủ nguyên liệu để mà triệu hồi boss.
Rồi, ở đây sẽ là một con boss người đá khổng lồ. Con boss này rất là giống cái con boss đá tiên phong ở chapter 2. Nhưng mà nó khác ở một chỗ là nó sẽ không có bị đóng băng, cũng không có bị dính hiệu ứng, bất cứ hiệu ứng gì cả. Rồi, nhưng mà trước tiên đánh mấy con này thì mọi người cứ đi sát cái viền nha, đừng đi vào trong chính giữa đấy để triệu hồi boss. Mọi người cần đánh bại hết tất cả những con người đá xung quanh đây. Khi mọi người đánh bại hết những con người đá xung quanh đây ấy, thì con boss khi kích hoạt ấy, nó sẽ không có triệu hồi mấy con người đá này lên đánh hộ với nó. Cho nên là sẽ dễ thở hơn nhiều. Còn nếu mọi người mà không đánh những con người đá xung quanh này ấy, lúc mà boss xuất hiện lên nó sẽ triệu hồi tất cả những con mọi người chưa đánh ấy, lên cùng ồ ạt tấn công người chơi, cực kỳ khó chịu. Rồi, chúng ta đã nhận được hạt giống. Không, cái này là vật phẩm ngâm rượu mới đúng nhầm. À, khi mà người đánh với con người đá và con nữ đá ở đây sẽ có tỷ lệ rớt ra một cái loại là nước ngâm rượu giúp kháng hỏa, giúp tăng chỉ số kháng hỏa. Rồi, bên trong vẫn còn một con nữa, nhưng mà thôi kệ, chúng ta đánh luôn. Đây, ở đây nè, vẫn còn một con nữa. Con người đá kia đang đến. À, con này nó không bị dính bất cứ cái hiệu ứng gọi là đóng băng, độc điện hay là lửa gì cả, và tinh phách của nó cũng cực kỳ mạnh. Tinh phách của nó phải nói là rất là mạnh. Thế là xong, chúng ta nhặt tinh phách của nó thôi. Tinh phách này cũng là một con người đá luôn, nhưng mà thay vì là cái con tinh phách người đá cái lúc đầu chúng ta đánh là hóa thành một cục đá ấy. Bình thường ấy, thì đây là con tinh phách kiểu uy tín và mạnh hơn rất là nhiều ấy. Hai con này nhìn chung khá là giống nhau thôi, nhưng mà con người đá này nó không có lửa. Con người đá này kiểu lửa của nó nhìn trông yếu ấy, chúng ta biến thành cục đá bình thường thôi. Nhưng mà với con này khi mà người nâng lên full ấy, nó sẽ tấn công kẻ thù rất là đau và làm cho kẻ thù bị dính cái hiệu ứng gọi là lửa, dính hiệu ứng lửa và tạo ra một bãi dung nham ở phía dưới nữa. À, nếu một người thích chơi đam và thích chơi ấy lửa thì có thể chơi con người đá này, con người đá này rất là khỏe. Rồi, đây là cái đường mà khi nãy qua cầu sắt nó lăn đến lăn lui ấy. À, như thế là hết đường rồi, chúng ta dịch chuyển về thôi. Rồi, khi dịch chuyển về thì bây giờ như chúng ta bắt đầu đi vào trong cái cổng băng khi nãy, tiến vào cái map ẩn của chapter 5. Ở dưới đây trước khi mà mọi người tiến vào map ẩn thì mọi người nên đi xung quanh trước. Tại vì xung quanh sẽ có một con ếch lửa. Và con ếch lửa này cũng sẽ yếu với lại sát thương băng. Mọi người cứ quạt gió băng ra mà khống chế nó mà đánh thôi.
Con nào yếu sát thương băng thì phải nói là rất là easy đối với cái lối build này. Nhưng mà chỉ đáng tiếc là boss cuối cùng của chapter này sẽ không có bị đóng băng, nên chúng ta sẽ thay vì chơi băng chúng ta sẽ chơi độc để rít máu kẻ thù nhanh hơn ấy, cho kẻ thù mất máu nhanh hơn. À, con này thì mọi người cứ tiến tới quạt gió nó thôi, nó đóng băng rất là nhanh. Tiếp tục được một con nồng nọc nữa. Khi mà tiêu diệt đủ hết tất cả các số ếch ấy, thì cái con ếch đầu tiên mà chúng ta lượm tinh phách ấy, nó sẽ hóa thành một tinh phách đặc biệt, một tinh phách có tinh chất gọi là huyền thoại duy nhất, và nó sẽ ngẫu nhiên tạo ra một số nguyên tố khi mà chúng ta triệu hồi nó, lửa, độc, điện, băng các kiểu rồi. Nhưng đó là ở chapter 6, tiến lên tới chapter 6 thì chúng ta sẽ biết sau. Rồi, tiến vào map ẩn thôi. Ích thủy động. Ở bích thủy động này, ở boss cuối của cái map ẩn này thì mọi người cố gắng đánh giống mình nha, để không bỏ qua một món item. Phải nói là món item thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà đây là món item tâm đông trùng, dùng để nâng cấp rượu ấy. Cho nên là để không bị chậm tiến độ nâng cấp rượu thì mọi người phải lấy. Tại vì sau khi đánh boss xong mà mình không lấy, quay lại sẽ không có nữa. Chúng ta chỉ có thể lấy vật phẩm đó khi trong khoảng thời gian chúng ta đánh boss thôi. Sau khi thiền định xong thì chúng ta lên cái miếu này ngồi thôi. Tí nữa chúng ta sẽ đối đầu với lại cái con boss quả bóng sắt ấy. Nhưng mà hiện tại bên trong thì nó sẽ có người, không phải là một quả bóng bình thường nữa.
Rồi. Ngay vị trí này chúng ta nhảy xuống, chúng ta sẽ tiếp đối đầu với lại hai con boss cùng một lúc. Mấy con này thì cũng bị dính hiệu ứng độc với lại băng luôn, cho nên là mọi người có thể đánh hai con này qua một cách rất là nhanh. À, mọi người có thể sử dụng cái căn khí sau khi hoàn thành chapter 4 ấy, thì nó có một cái căn khí búp cái chiêu định thân. Thì khi mà định thân thì có thể định thân một lần được nhiều mục tiêu ấy, mọi người có thể đổi qua cái phép định thân đó mà dùng cũng được. Nhau cái một con uống máu thì con kia nó sẽ tiến lên, chúng ta có thể vừa đam cùng một lúc như thế này đóng băng lại. Nhưng mà nó không đóng băng này đâu, khi mà đi kiểu một con trong hai con nửa cái máu nó sẽ hóa thành cục như thế này, thì hay ấy hóa thành bất cứ con nào khác khác để mà có thể chống chọi là cái sát thương này cũng được. Thôi thì né chay cũng được, cũng chả sao ấy. Mà sao có đòn lăn thì nó sẽ có một cái đòn kiểu gọi là dậm lưỡi rất là đau ấy, và cực kỳ khó né nữa. Đấy, cái đòn này nó dậm lưỡi, và nếu mà người cảm thấy khó né thì phải biến hình ngay lúc này cũng được. Cái này nó khá là gần, khi mà kiểu mục tiêu này không còn nữa thì nó sẽ cứ xoáy cái mục tiêu cũ mà mình đã target vào ấy. Nãy giờ cái chị gái này gánh còng lưng, thằng kia nam nhi cũng trốn suốt ấy. Ấy lại trốn nữa, chả sứ mặt làm gì vậy, trốn suốt lòng luôn. Là xong. À, chúng ta đi tiếp. À, trên đoạn đường này sẽ có một số cái rương có chứa đồ đặc biệt nha, mọi người cố gắng chú ý. À, trong đó có một cái rương nó chứa một cái loại sừng. Cái sừng này chúng ta thể chế ra là bộ giáp của Ngưu Ma Dương.
Và trong cái phần chơi đầu tiên như thế này chúng ta chỉ được có 4 cái sừng của U Ma Dương thôi, 4 cái sừng trâu để mà chế cái bộ giáp U Ma Dương ấy. Thì phải nhất định là phải chơi New Game Cộng thì mới có thể full bộ U Ma Dương ấy. Cho nên là đừng có quá lo lắng khi mà chúng ta không đủ nguyên liệu để mà lên bộ đồ của U Ma Dương nhé. Tại vì game nó bắt buộc chúng ta phải chơi New Game Cộng, chơi New Game Cộng nó mới đủ đồ. Và khi chơi New Game Cộng thì cái tiến trình chơi nó cũng y chang như là mọi người chơi New Game đầu tiên thôi. Nhưng mà nó có một số vị trí gọi là để đồ mới. Ví dụ như lần đầu chơi mọi người không thấy cái rương đó, nhưng mà lần chơi thứ hai thì bắt đầu mọi người sẽ thấy cái rương ấy, tự nhiên ở đâu xuất hiện ấy. Thì ở New Game Cộng thì nó chỉ có cái rương nó nằm ở vị trí đó thôi. Còn cái phần chơi đầu tiên thì cái rương nó không có. Rồi. Nó đánh mình cái mình mất phương hướng luôn. Không biết mình có quên gì hay không. Ok, đi tiếp thôi. À, cái rương này chứa đại lực thiết ngu. Thì đại lực thiết ngu chính là cái nguyên liệu dùng để chúng ta nâng cấp bộ giáp của Ngu Ma Vương. Bộ giáp có chỉ số phòng thủ cao nhất trong tất cả những bộ giáp. Nhưng mà đối với mình sẽ thua một bộ bộ giáp này ở chapter 6 thì chúng ta mới nhặt được. Bộ giáp này đây là bộ giáp cũ của Tôn Phủ Không. Thì còn nè. Cũ những cái con kinh thách thì nó cũng không có bị đóng băng, nó kém nó như thế nào chăng nữa. Rồi, ok, khá là chật vật. Ở chapter 6 thì chúng ta sẽ có một cái bộ giáp cũ của Tôn Ngộ Không ấy. Thì cái bộ giáp này nó sẽ kích hoạt chỉ số dựa trên level của mọi người. Level càng cao thì chỉ số phòng thủ sẽ càng cao. Cho nên là đến cái chapter 6 thì nhất định phải không được bỏ qua bộ đồ đấy. Bộ đồ đó sẽ cực kỳ ngon khi mọi người đi ở New Game Cộng. Khi ở đi New Game Cộng ấy, cấp độ của mọi người khi mà đủ cao rồi ấy, mặc cái bộ giáp đó vào ấy, thì chỉ số phòng thủ sẽ rất là trâu. Và sau này sẽ có một cái cây gậy tăng sát thương theo chỉ số phòng thủ nữa. Cho nên là đó là hai món đồ mọi người không thể bỏ qua ở cái phần New Game đầu tiên như thế này để không bị chậm tiến độ. Không chỉ có bộ giáp thôi, còn cái gậy thì phải chơi New Game Cộng mới có ấy. Mình ghét mấy con bò cầm khiên như thế này. Ok à. Mẹ nó chứ.
nó đã không bị xì tun rồi chứ nó còn kiểu rồi thế là xong khổ lắm luôn. Rồi dưới đây thì chỉ có duy nhất một cái rương như thế này thôi. Ở những cái chỗ kia trượt băng xuống thì nó vẫn là con đường tắt và cũng dẫn tới cái chỗ cái rương này thôi. Và chỗ này khi mọi người lấy được cái rương này rồi thì mọi người cứ tiếp tục đi tiếp, tại vì cũng chả có đồ gì nữa cả. Ở đoạn này vẫn còn một cái rương nằm ở đây, à, khá là dễ thấy thôi. Rồi khi đến đây rồi chúng ta sẽ tiến tới chỗ đánh boss cuối của chapter của cái map ẩn này. Và khi mà đánh chấp boss cuối của cái map ẩn này thì mọi người cố gắng lưu ý chỗ này nha. Sẽ có một chỗ phải nói là khi đánh boss ấy thì nó sẽ mở đường cho mọi người đi tiếp để mọi người lấy item ấy. Cho nên là lần đầu tiên chơi như thế này mọi người cố gắng để ý nha. Bỏ qua thì cũng sẽ hơi bị tiếc ấy. Mình sẽ muốn mua hết tất cả những item có trong shop ở cái map ẩn này. Nói chung là mỗi mỗi map đều sẽ có một cái shop riêng. Và mình khuyên mọi người nên mua hết đi. Mua hết để mà khi chơi new game cộng có đồ để nâng cấp đồ mới. Nên khi mà sang new game cộng ấy, mọi người sẽ được nâng cấp rất là nhiều đồ. Và cần khá nhiều nguyên liệu để mà nâng cấp ấy. Cho nên mọi người có thể quay lại những cái map cũ, mua hết tất cả những món đồ ở chapter cũ, bao gồm cả map ẩn của chapter đấy, thì mọi người sẽ có một cái nguồn nguyên liệu dồi dào hơn. Ok, giờ để mình chuẩn bị một chút xíu. Đây là binh khí này. Binh khí này đó chính là khi mọi người đánh ba con boss ở bên ngoài rồi ấy, thì mọi người sẽ đủ nguyên liệu để mà chế binh khí vừa rồi. Và cái binh khí nó cũng khá là ngon khi nó có chỉ số kháng hỏa. Mọi người có thể dùng cái binh khí đó để mà đánh cái con boss cuối này cũng được. Con boss cuối này nó thiên về sát thương lửa, nhưng mà hiện tại mình chơi độc cho nên là mình sẽ cứ mang những món đồ này thôi. Con này rất yếu độc và băng, nhưng mà khi mà máu nó thấp đi rồi thì nó sẽ rất trâu với những chỉ số đấy. Ok, bây giờ mọi người cứ đi đến thẳng cái này. Mọi người để ý ở phía trước nó có một cái cửa. Đây một cái cửa đã bị đóng băng ấy. Thì mọi người cố gắng làm sao mà dụ con boss ấy, đâm đầu vào cái cửa đấy. Ở đó sẽ được mở đường cho mọi người đi tiếp. Đấy, mình cứ đi đến chỗ cái cửa này, cái cửa băng này, bắt đầu đứng ở đó. Lỡ chi mà nó đánh những cái đòn kiểu lan rộng ấy thì có thể phá cái cửa này. Còn mọi người cứ đứng ở đây đánh nhau với nó bình thường thôi. Đây là thú cưỡi của Vua Ma Vương ấy. Chim tinh thú bên thật muốn chở vào lửa. Rồi giai đoạn đầu thì nó vẫn bị đóng băng, vẫn bị trúng độc một cách nhanh chóng như bình thường, nhưng mà khi mà dưới 50 máu là nó sẽ rất là trâu hơn. Muốn đóng băng nó sẽ khá là khó. Mình cố gắng đứng ở đây để cho nó đánh những cái đòn mà nó là diện rộng. Đấy, khi đánh những đòn diện rộng bức tường ấy, thì cái đường nó sẽ mở. Khó quá thì sẽ dùng tụ hình tán khí đi vào không được. Đấy, khi đi vào đây sẽ là một cái chỗ phòng đặc biệt. Ở đây sẽ có item trong người đấy. Và sẽ có ba giai đoạn chạy boss như thế này. Và khi chạy boss thì cái đoạn mà chạy thứ hai tí nữa mình sẽ đến chỗ đấy này. Thì đấy là đối với mình ấy, thì cái chỗ đấy nó sẽ đánh boss dễ dàng hơn. Còn cái khu vực mà cái sân đấu cuối cùng ấy, chỗ đó sẽ là chỗ đánh boss khó nhất. Cho nên nếu như mọi người mà đánh con này cảm giác quá khó thì có thể đến cái sân đấu thứ hai này để mà đánh nó nhé. Đây là cái sân đấu thứ hai, đây là sân đấu băng. Và con này sẽ không dùng lửa nữa mà nó dùng băng để đánh với mọi người.
ở đằng kia còn có một cái cổng lửa nữa, và nếu như mà nó sử dụng những cái đồng băng và cổng lửa đó thì sẽ có một cái đường đi tiếp đến sân thứ ba. Ở đây cái sân mà đánh cái con này là dễ dàng nhất rồi, nên nếu mọi người có khó khăn khi đánh con này, đánh cái con bích thủy kim tinh thú này ở đây nó sẽ dễ đánh. Tuy là nó xài băng mà nó vẫn bị đóng băng ấy. Nên cứ thoải mái quẹt băng vào người ấy. Băng và đập. Nên cứ tưởng mình đập một cái người. Rồi, bắt đầu nó tung băng rồi. Bắt đầu nó chuyển sang trạng thái gọi là xài băng. Nếu mọi người muốn đi tiếp thì mọi người có thể đứng ngay cái tường lửa này, nó xài bất cứ chiêu gì cũng được, còn cái tường lửa này sẽ đóng băng đấy, và mọi người có thể đi tiếp. Ok, và chúng ta tiến đến cái sân đấu cuối cùng. Cái sân đấu cuối cùng là sẽ gọi là mắc ma ở phía chân rất là nhiều ấy, nên là mọi người phải có cái áo choàng kháng lửa chapter 1. Khi mà dùng áo choàng kháng lửa này đánh ở cái sân thứ ba này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà để đánh con này đơn giản nhất thì vẫn là cái sân vừa rồi. Ok, chúng ta tiến cái sân cuối thôi. Và chả còn chỗ nào để mà chạy nữa cả. Đấy, và đánh con này ở cái vị trí này rất là khó nhé. Nó sẽ dùng những cái đòn lửa đánh diện rộng rất là khó chịu đó. Số kháng của nó sẽ cao hơn nên rất là khó trong việc đóng băng của nó. Mọi người nhất định phải đánh nó bằng cách dùng một ép và chay thôi, và có thể kiểu dùng cái khả năng nhìn thấu giống kiểu Berry giống mình đó, đánh nó cho nó dễ cũng được. Sư phụ chỉ đạo让这孩子平安降生， 却不知带来我遭了多大磨难。师父的示下，我们怎能不从？况且，世间你已当他老人家的面，饮了子母河的水。住口！这事莫要再提。大王明知我不得不饮。 可从那之后，脸都没露过，还多了个不归家的借口。师姐，那老牛定是见不得这些。他能给你腾出此洞，又派金睛兽把守，已是给足了师父情面。你千万要收紧嘴巴，若是再有他人晓得了此子来历，我们一家。 必有大难。师姐放心，师父已让我来此做暗中协助，一切与那老牛好好将他抚养成人。待这娃长大，灵山的那些血债，他便是最好的人证。
Ok. À, sau khi hoàn thành map ẩn rồi thì bây giờ chúng ta đánh tới con boss cuối thôi. Mọi người dùng lệnh bài để dịch chuyển thẳng về cái miếu gần nhất cũng được. Nên đừng đi bộ nhé, mất thời gian. Ở phần đúc binh khí này mọi người sẽ được cái vũ khí mới. Cái vũ khí này là sau khi tiêu diệt con kim tinh thú khi nãy mọi người sẽ được, và tăng rất nhiều sát thương và tỷ lệ bạo kích cũng ổn. Và quan trọng nhất là bộ giáp. Đây là bộ giáp Ngưu Ma Vương. Đây là bộ giáp có chỉ số phòng thủ phải nói là rất là cao. Và cái nón khi mà mọi người trang bị vào sẽ tăng rất nhiều điểm nguyên khí ấy. Khi mọi người bị trúng đòn hoặc là né đòn, mọi người cũng có thể tăng rất nhiều điểm nguyên khí, điểm côn thế chứ nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta dịch chuyển tới cái chỗ đánh boss cuối thôi. Ok, để mình chuẩn bị tí nè. Rồi mình sẽ chơi độc, tại vì con này nó không bị ảnh hưởng bởi băng, nó chỉ bị ảnh hưởng bởi độc mà thôi. Nên là mình sẽ chơi độc với lại dùng cái áo cà sa này để kháng lửa ở phase đầu tiên. Và bộ trang bị độc thôi. Mình cứ gây độc với cái con boss cuối của chapter này. Anh hổ đâu ta. Thôi mình dùng cái con đạo sĩ độc cũng được, tăng thêm sát thương độc. Ok, kết thúc chapter thì thôi. Rồi, Ừ.
不得要再把那小贱人抓回来，好好耍子一番。不过，眼下先把你们两个好兄弟烧成灰葬在一起，闲情雅致，时候多的是。 Tạo ra một cái đầm lầy độc như thế này nhé, cái đầm là tạo ra một cái đầm lầy độc. Và khi mà Hồng Hà Nhi đứng ở trong cái đầm lầy này tự động sẽ kích độc, thì cứ đánh nó bằng cách cho nó bị rít độc và kết hợp thêm đánh thường thôi. Rồi cây côn cũng kích điểm nụ côn, cái được 4 điểm nụ côn chúng ta đập khác cho nó khá là đau. Rồi gây đam liên tục. Và cứ yên tâm, cái bãi độc này nó tồn tại rất là lâu. Nhưng chúng ta có đứng trong bãi độc này đến lâu. Vừa đạp cũng phải đọc được lại chúng đọc nữa nè. Những cái máu như Hồng Hà Nhi cái tiếng 1 hay 2, cái khay này nó sẽ tạo rất nhiều phân thân lửa và liên tục tấn công chúng ta. Và ta có thể né cách bình thường theo nhịp cũng được, tại nhịp nó vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế thôi, hoặc là có thể dùng tụ hình tán khí để mà né một khoảng thời gian. Và nếu thấy khó nữa chúng ta có thể biến hình, kiểu có cái phay này chỉ một lần duy nhất như thế này mà để né chiêu thôi, nên cũng không đến nỗi gọi là quá khó. Thân lại vào cái côn. Đấy, có sâu chúng ta lại tạo thêm một cái bãi độc khác nữa. Bãi độc kia là bị mất rồi, tồn tại cũng khá là lâu. Chúng ta tạo thêm cái bãi độc này nữa. Càng yếu máu nó càng quậy ấy. Thì chỉ nó mặc áo vàng cà sa và thôi là cũng mệt mỏi nữa. Rồi, 4 step dậy. Qua phay nè. Ok, thế là xong phay đầu tiên của Hồng Mai Nhi á. Ah!
Chứ phong giả quê nó, vô rắn chứ xào.说怎么扇了没下一滴雨，原来一直是你这憨儿在捉弄我。牛哥，老叔来吃一步，对不住。臭小子，叔叔今日就带你父母执行家法。OK， khi đánh con giỏ sa vương này khi hồng đi uống cái căn của tùng thông vào thì ở giai đoạn mà 5% máu, 10% máu thì mọi người đánh nương tay là không có gây đam. Nó sẽ có một đoạn cánh tim ẩn có thể kích hoạt cho mọi người xem. Mọi người có thể kích hoạt cũng được, không nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mình sẽ cố gắng cho mọi người xem là cái đoạn cuối sẽ có cái gì hay ho đó. Khi đánh nhau bây giờ Sa Vương nghĩa là cái đòn khó chịu nhất của hắn. Hắn ta sẽ đánh cực kỳ gọi là chậm luôn á. Cái nhịp lúc nhanh lúc chậm rất khó chịu. Nếu mà người quen với cái nhịp thì rồi thì đánh con này sẽ đơn giản hơn cái gì. Còn những đòn khác giống như vua tay dưới chân. Dựng cái gai đó lên á, gọi là lúa ấy, thì mọi người cứ chạy ra xa là được. Tại vì hắn ta sẽ dựng cái diện rộng khá là cao, khá là xa. Yeah.
chết rồi. Rồi cái đoạn như thế này thì mọi người đừng đánh nữa mà cứ né chiêu thôi. Hãy cố gắng né chiêu giúp mình nhé. Theo bình thường thì sau khi xong cái đòn như thế này nè, mọi người né đầy đủ hết luôn á, né kiểu gọi là perfect hết luôn á, thì chúng ta sẽ đào đoạn cách xin. Và đừng có đánh nha, cứ đứng kia đừng đánh, cứ né thôi. Mình khá là lâu nữa. Vào đây khi mà đủ rồi thì bắt đầu sẽ vào đoạn cách xin như thế này. Đây là đoạn cách xin ẩn. Chúng ta đâu chứ? Thu chỗ lại. Nô gia lại chứ. Đa vương sống khổ lắm. Tha mày. Mày ý thức kiến công chúa, kiểu thức kiến công chúa lên trời để mà mời những người trên Liên Sơn xuống trợ giúp ấy. Nhưng mà chả ai giúp cả. Họ chỉ cười vào mặt gia đình của Ngô Dương mà thôi. Vâng, chuối tử, rõ vô ẩn ý mình. Chứ hài zi, sư xí phong yê cha bù dịn sân tí lưu xuyên mại. Sân sư chứ bê thàn lý chí, sư dên hàn yếu. Thế xuyên zài, yếu vũ hoàn sầu chứ lý. Sư nâng phong thay theo sân lộ. Đứa bé này mọi người biết bao nhiêu tuổi hả? Nó 800 tuổi hả? 情愿潜心隐性，做官修行，连同一对儿女，永驻火焰山。我夫妻两人甘心代他受罚。 如果上仙不弃，这把宝扇也一并送上。有情出有火，火出无情，知仇不报，何来修行？ ...正是如今我们跪着的模样。
让你们。Ok, và thế là tất cả những gì chúng ta có thể tìm thấy được ở chapter 5. Và chúng ta đã hoàn thành chapter 5. Nếu mọi người thích cho mình xin một like, đăng ký, có người theo dõi mình chơi rất vui tuyệt vời đấy với mình. Tôi chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Tiêu Sủ, ngươi thi thiên hành đạo, ẩn đô nà qu. Hoàng Mỹ, ngươi trùng trấn chí cổ.鼻子收好，白眼，你忍辱负重，舌头留下。牛魔，你大义灭亲最是不易，他的身子留给你了。到家了，这一辈子就没选对过一次。什么时候就牛哥，你省些力气，咱们还要杀上天去擒那玉帝老儿。此子看着像是天兵头领，牛哥，你帮我殿后，我去会他一回。我知你不情愿，可我又何尝不是勉强？那孩子是他们逼我吃了子母河的水，借腹而生。若无那只猴子，我们本可当这一切从未发生。你我从此两地分居，各自清静。老匹夫，你早知我身世，为何还愿做他们的狗？孩儿本不想与你恩断义绝，你若还念一丝骨肉情分，就该把那东西交付于我，放我回去给同父报仇。大王，这把扇子送与那猢狲，叫他退兵去吧。你弟我教训了，你儿我送人了，今日你婆娘那柄扇子我也要定了。
战师父修正过，只有这条路是留给我们走的。长兄还不明白吗？猴哥，那老牛的小娘子也被我一耙处死了。拨开一看，原来是个玉面离青。夜叉毕竟是八部战力之首，纵然铁打的筋骨死个百十回也合情理，可那小鱼儿小车子为何也打得这般狼狈？风风火火，云里雾里，你所见即是你所愿，若不是心神不安，怎会被自作聪明的孩儿所骗？急之亦不暇，缓之或自明。下次没了悟能，你还能悟空吗？